Từ năm 2020, dự án định canh định cư tập trung thôn Đắc Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Chu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được triển khai thực hiện theo quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tái định canh định cư cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở. Tuy nhiên, thì đến nay, các hộ dân về sinh sống vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Dự án này được tỉnh Kon Tum đầu tư xây dựng với điện, đường, bài bản, tổng diện tích hơn 4 hectare, quy mô tái định cư cho 72 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số. Khi về khu định canh định cư, các hộ nghèo được hỗ trợ 44 triệu đồng. Là một trong số những hộ chuyển về khu tái định cư sớm nhất, gia đình này rất vui nhưng còn lăn tăn vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và được nhà nước cấp đất là 250 m2. Thì vừa có đất vừa có tiền, hai vợ chồng em cũng mạnh dạn lên đây. Và bây giờ là chỉ mong là xã làm thủ tục để làm cái sổ đỏ cho gia đình lên thôi. Mình ở với bố mẹ, lập gia đình được xã huyện hỗ trợ cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở. Mình thấy rất vui khi có được nhà, giờ mình mong sớm có được sổ đỏ thôi. Hiện nay, dự án đã hoàn thành được khoảng 28 căn nhà, tiếp tục mở móng xây dựng thêm 38 căn. Chính quyền địa phương cũng tích cực vận động các hộ dân thuộc diện di rời, cần khẩn trương triển khai xây nhà ở tại khu định canh định cư tập trung. Bây giờ hồ sơ thủ tục thì ban xã đang làm quy trình thủ tục hồ sơ để trình ra cấp, thì có thẩm quyền ủy ban nhân huyện để phê duyệt là tất cả xã đã phân lô ra cho tất cả các hộ. Đã có lô, có thửa hết vị trí, bây giờ chỉ cần làm thủ tục hồ sơ cho hai cái khu này luôn, một lúc luôn là xin duyệt trong thời gian tới sớm nhất. Thì huyện đã chỉ đạo cho ban xã rà soát và đưa vào kế hoạch đo đạc và sẽ sớm cấp cho bà con để có cái cho bà con cái vị đó để đảm bảo bà con ổn định về chỗ ở và có cơ sở pháp lý đảm bảo để phục vụ cho lâu dài. Huyện Tum Mơ Rông đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, đảm bảo đúng quy định để các hộ sớm ổn định về nhà ở, yên tâm phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.